Xin kính chào quý vị khán giả. Bích Quân rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Sáng 18 tháng 8, lãnh đạo Bệnh viện Đa Hoa tỉnh Gia Lai cho biết, Bệnh viện đang huy động y, bác sĩ, tích cực chữa trị cho các nạn nhân trong vụ lật xe khách vào chiều ngày 17 tháng 8. Vị này cho biết, các bệnh nhân đa số bị chấn thương ở vùng tay, chân, trong đó khả năng có 3 bệnh nhân bị thương nặng, chấn thương vùng đầu, Chị NTNH, trú tại huyện Iakurai, Gia Lai, là một trong những hành khách đang được cấp cứu trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Chị cho biết, chị cùng chồng và hai con đi từ thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắc, qua Gia Lai. Chị hát kể, khi xe khách đang chạy đến đường Chư Pư, Gia Lai thì bất ngờ phanh cấp, nảy xe máy rồi lật bên đường. Theo lời người phụ nữ, chiếc xe khách lật ngang đường khiến nhiều hành khách trong váng. Người lớn trẻ em đều khóc và kêu cứu lúc đó người dân bên đường vội chạy ra đập cửa kính để giúp đưa các nạn nhân ra ngoài chị hát chia sẻ tôi và hai con nhỏ bị nhẹ chồng tôi bị chấn thương phần đầu tay và bụng đang được các bác sĩ cấp cứu đến giờ tôi vẫn đang trong tâm trạng sợ hãi trong khi đó anh nvh cũng là một trong những hành khách đi trên xe theo anh hát khi xe bị lật kính vỡ văng ra làm nhiều người bị thương anh và các hành khách khác thoát ra ngoài được là nhờ người dân đập kính kéo ra Người đàn ông được chuẩn đoán bị đa chấn thương vùng vai và vùng đầu. Sau khi tai nạn xảy ra, ông Siu Bé, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trư Bư là người đại diện chính quyền huyện trực tiếp tới các giường bệnh thăm hỏi và trao hỗ trợ bước đầu của huyện cho mỗi nạn nhân 1 triệu đồng. Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, trưởng phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Gia Lai cũng tới thăm hỏi, nắm bắt tình hình các nạn nhân và chỉ đạo công tác điều tra. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 45 phút ngày 17 tháng 8, xe khách biển kiểm soát 47B01905, nhà xe Vân Trinh, lưu thông trên quốc lộ 14 hướng xa Lai, Đắk Lắk, Khi đến thôn Tào Kho, Ia Rồng, huyện Chư Pư, xe khách đã va chạm với xe máy do bà Jalan Lan 41 tuổi, chú thôn Tào Kho, là rồng điều khiển bằng qua đường. Vụ tai nạn khiến cho 18 hành khách đi trên xe bị thương hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ tài xế xe khách đã được cơ quan chức năng đưa đi thực hiện các xét nghiệm cần thiết phục vụ cho điều tra